Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ thẻ kỹ năng tạo động lực. Và trong bộ thẻ này thì bạn sẽ có 51 kỹ năng và chia thành 5 nhóm. Thì bạn sẽ xếp theo chiều dọc ở đây, ở trên cao là cái mức độ cực kỳ yêu thích sử dụng cái kỹ năng đó, tiếp theo là rất thích sử dụng và thích sử dụng, rồi không thích sử dụng và cuối cùng là hoàn toàn không thích sử dụng. Ở trong mỗi một phần này, bạn sẽ chia đều các thẻ mà theo cái cảm nhận của bạn. Và ít nhất cái phần cực kỳ thích sử dụng, bạn phải chia ít nhất là 5 thẻ, 5 cái thẻ mà bạn cực kỳ thích sử dụng. Và cuối cùng cũng vậy, bạn sẽ cần đặt tối thiểu là 5 thẻ cho phần hoàn toàn không thích sử dụng. Sau khi đã chia tất cả ở đây rồi thì bạn sẽ úp nó xuống. Sau khi mà bạn làm xong thì bạn úp tất cả 5 cái thẻ này xuống. Và tiếp theo thì sẽ có 3 thẻ ở trên đây, đó là rất thành thạo, từ bên trái sang rất thành thạo và chưa đủ thành thạo, gọi là chưa đủ mức độ để thành thạo ở các phần kỹ năng này. Và từ đây thì bạn sẽ lại chia tiếp. Bạn chia tiếp, ví dụ như là cái mục rất thành thạo này thì tôi sẽ có việc gì, ví dụ như sắp xếp tổ chức tôi rất thành thạo, hay là đổi mới sáng tạo thì tôi cũng ở mức thành thạo mà thôi, hay là hỗ trợ về mặt cảm xúc tôi thấy tôi chưa hay thành thạo ở phần này. Tôi đã bắt đầu chia đều phần đóng vai trò người kết nối rất thành thạo, hay là khởi xướng thay đổi cũng ở mức thành thạo, hay là khái niệm hóa chưa thành thạo, đa nhiệm có khả năng ở đây, có tôi cảm giác như vậy, và phần bán thì cũng chưa thành thạo lắm. Và tiếp tục như vậy thì bạn cũng sẽ triển khai ở những cái mục ở dưới, cứ tiếp tục như vậy. Đây là tôi chia thử để các bạn có thể tưởng tượng được, tuy nhiên bạn hãy làm theo cái cảm nhận và trực giác của bạn. Bạn phải chia đều tiếp tục cho đến khi hết thì thôi. Tôi đang làm ví dụ thôi. Còn bạn sẽ phải suy nghĩ cân nhắc để lựa chọn cái mục nào sẽ ở trong cái phần cảm nhận của bạn. Sau khi bạn đã chia tất cả những cái bộ thẻ ở 15 ô này ở cái phần rất thành thạo và chưa đủ mức thành thạo, thì bạn bắt đầu lật những cái thẻ ở phía bên trái của bạn lên để bạn nhìn thấy rõ ràng hơn. Và bước tiếp theo, bạn sẽ điền tất cả những cái thông tin, những cái kỹ năng tạo động lực mà bạn đã lựa chọn vào trong những cái phần tương đương với trên cái bảng, trên cái phần mà bạn đã xếp. Ví dụ như phần cực kỳ thích sử dụng hay rất thành thạo ở những phần này, bạn điền hết vào đây. Và bạn đảm bảo phải điền tất cả các thông tin theo cái hướng dẫn ở trong cái profile này. Và ở đây có một điều khá là thú vị, khi mà bạn điền xong thì bạn sẽ thấy những cái kỹ năng tạo động lực mà bạn cực kỳ thích sử dụng, rất thường xuyên sử dụng hoặc rất thích sử dụng đấy ạ, và bạn rất thành thạo hay là bạn thành thạo, thì cái khu vực này bạn làm mọi việc rất là động lực, luôn luôn thoải mái và tràn đầy cái động lực nhiệt huyết. Còn những cái phần mà ở đây ạ, ví dụ như bạn không sử dụng, bạn hoàn toàn không sử dụng mà bạn cũng chưa đủ cái mức độ hoàn thành, khi bạn phải làm việc ở cái phần kỹ năng tạo động lực mà bạn chưa hoàn thành, gọi là chưa ở mức độ thành thạo đấy ạ, hay là bạn không thích sử dụng, thì cái phần này sẽ khiến bạn làm việc một cách rất là kiệt sức. Vì vậy thì vui lòng hãy điền tất cả những cái giá trị mà bạn đã lựa chọn, những cái kỹ năng bạn đã lựa chọn vào đây. Và sau đó thì khi mà vào phần bài học thì bạn sẽ nhìn thấy rằng những cái phần nào mà bạn chưa thành thạo nhưng thực sự nó rất là phải sử dụng rất là nhiều, hay sử dụng rất là nhiều mà bạn chưa thành thạo, thì bạn sẽ có cái kế hoạch để lập cho mình các chương trình phải học để bồi bổ sau này để bạn phát triển nghề nghiệp hơn.